Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Ford Everest nhé, dòng xe SUV gầm cao 7 chỗ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 8 tháng 7 của năm 2024, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi, khuyến mại mới nhất, tốt nhất ở cái thời điểm em đang cập nhật. Hiện tại chính sách giá bán của bên em đang có những cái phiên bản được hỗ trợ lên đến trên 50% lệ phí trước bạ cho anh em. Và thời điểm này cực kỳ thích hợp để cho anh em quyết đoán đặt cọc và phun tiền lấy xe ngay ở thời điểm này anh em nhé. Thời điểm này thì bên em đang cực kỳ nhiều xe, một số phiên bản thôi. Còn những cái phiên bản đặc thù như phiên bản Platinum, anh em muốn lấy xe ngay thì có một cái mức giá và chương trình khuyến mại riêng anh em nhé. Chi tiết cụ thể mời anh em theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được. Ford Everest này thì đang có 5 phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản Everest Ambient, Everest Sport, Everest Titanium 1 cầu, Everest Titanium 2 cầu và phiên bản Everest Platinum. Đầu tiên thì em sẽ đi vào chia sẻ phần khuyến mại và tính tổng ngăn bánh phiên bản Everest Ambient. Bản này đang có mức giá là 1.099.000. Hiện tại chính sách giá bán của bên em đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 75.000.000. Giá xe đâu đó chỉ còn vào khoảng 1.024.000.000 thôi. Sau khi áp dụng các quyền linh động về phụ kiện, về quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.178.000.000, trả góp thì đang là 308.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.156.000.000, trả góp thì đang là 286.000.000. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.138.000.000, trả góp thì đang là 267.000.000. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký và chưa bao gồm các chi phí đăng ký chọn gói anh em nhé. Hiện tại cái chính sách giá bán của bên em đang hỗ trợ rất là tốt về phụ kiện, về quà tặng. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì vui lòng gọi điện cho em để em gửi những cái chương trình về quà tặng và phụ kiện tới anh em một cách chi tiết và cụ thể nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Ford Everest Sport. Bản này thì đang có mức giá là 1.178.000.000. Chính sách giá bán của bên em cũng đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 75.000.000. Còn anh em nào muốn giảm sâu hơn và chi tiết về giảm trừ như thế nào thì vui lòng gọi ngay cho em để em hỗ trợ có những cái chính sách đặc biệt nhất để gửi tới anh em. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại về quà tặng, về phụ kiện thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.267.000.000, trả góp thì đang là 328.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.243.000.000, trả góp thì đang là 304.000.000. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.225.000.000, trả góp thì đang là 286.000.000. Với cái bản Everest Sport này, bên em đang có sẵn màu trắng, màu đen và màu ghi xám để giao ngay cho anh em. Thời điểm này anh em tích cực lên, quyết đoán lên và đặt xe sớm thì tất nhiên xe sẽ có giao sớm và giao nhanh nhất cho anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Everest Titanium 1 cầu. Bản này đang có mức giá là 1.299.000.000. Hiện tại anh em lấy những cái phiên bản màu đen hoặc là ngoài màu trắng thì anh em sẽ có cái mức giá là 1.299.000.000. Còn anh em lấy màu trắng thì phải cộng thêm giúp em 7.000.000 nữa anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại về giảm trực tiếp tiền mặt này, về tặng phụ kiện này thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.387.000.000, trả góp thì đang là 361.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.361.000.000, trả góp thì đang là 335.000.000. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.343.000.000, trả góp thì đang là 317.000.000. Hiện tại cái chính sách và quyền linh động
của cái phiên bản Titanium một cầu bên em đang cực kỳ đặc biệt. Anh em có thể tham khảo với cái tổng lăn bánh này thì hoàn toàn có thể là nhận biết được là cái chính sách giá bán em đang giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em cực kỳ sâu. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì hoàn toàn có thể gọi điện cho em để em hỗ trợ đặt xe và có những cái chính sách giá bán tốt nhất và cạnh tranh nhất để gửi tới anh em nhé. Anh em lưu ý cho em một chút là anh em bắt buộc phải gọi điện thì em mới hỗ trợ được, vì thời điểm này em sẽ không nhận bất cứ một tin nhắn khi mà anh em không gửi số điện thoại cho em. Anh em lưu ý cho em phần này. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Everest Titanium 2 cầu. Bản này thì đang có mức giá là 1.468.000.000. Hiện tại anh em lấy màu trắng thì cũng phải cộng thêm 7 triệu nữa anh em nhé. Với cái phiên bản Titanium 2 cầu này, bên em cũng đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt. Còn mức sâu như thế nào, anh em có thể hình dung được qua cái con số tổng lăn bánh em chuẩn bị chia sẻ ngay sau đây. Ở khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.577.000.000, trả góp thì đang là 407.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.547.000.000, trả góp thì đang là 377.000.000. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.529.000.000, trả góp thì đang là 359.000.000. Đó, đây là cái phiên bản Titanium 2 cầu. Hiện tại cái chính sách của đại lý bên em cũng đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu. Nếu anh em nào mà đi tham khảo rồi mà gặp phải cái mức giá này của bên em thì tất nhiên anh em sẽ choáng ngợp về cái mức giá của bên em đang hỗ trợ, và bắt buộc anh em phải gọi điện thì em mới hỗ trợ được. Còn những anh em mà nhắn tin không để lại số điện thoại thì em sẽ vui lòng không hỗ trợ và chia sẻ được. Anh em lưu ý cho em phần này. Em bán giá tốt nhưng bắt buộc anh em thiện chí thì phải gọi điện, còn không thì bỏ qua giúp em cái video này anh em nhé. Ok, cuối cùng em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Everest Platinum. Bên em đang cực kỳ nhiều xe, sẵn xe giao ngay. Mức giá niêm yết đang là 1.545.000.000. Chính sách giá bán của bên em đang hỗ trợ bán cho anh em là 1.545.000.000 anh em nhé. Sẵn xe đủ màu giao ngay. Đó, nếu anh em muốn lấy ngay thì có cái chính sách vô cùng đặc biệt. Còn với cái mức giá này anh em sẽ phải ký chờ anh em nhé. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.723.000.000, trả góp thì đang là 435.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.692.000.000, trả góp thì đang là 404.000.000. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 1.673.000.000, trả góp thì đang là 386.000.000. Vừa rồi thì em đã chia sẻ và cập nhật giá xe của dòng xe Ford Everest này rồi. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.